các bạn, hôm nay mình gần tới Tết rồi, mình sẽ vẽ một trái dưa. Thì Tết đến chắc nhà nào cũng ăn dưa hấu à. Nay mình vẽ một trái dưa hấu tặng các bạn nha. Đây, một trái dưa hấu tròn tròn. Quả dưa hấu tròn tròn. Hãy thêm những sợi tóc xoăn. Một sợi. Hai sợi tóc xoăn xoăn. Rồi. Rồi vẽ cuốn, cái cuốn dưa. Đây dưa hấu. Giờ mình viết chữ dưa hấu nha. Dưa hấu. Giờ ưa dưa. Giờ ưa a ưa. Giờ ưa dưa. Hấu hấu hờ. Ớ u âu hờ âu hâu sắc hấu. Dưa hấu. Rồi, có trái dưa hấu rồi. Giờ mình vẽ miếng dưa hấu ăn nha. Rồi, giờ vẽ miếng dưa. Miếng dưa màu đỏ nha. Trước tiên vẽ một nét ngang dài. Rồi, vẽ một cái miệng mở ra. Đây, giống cái túi Doraemon. Xong vẽ một cái miệng nhỏ nhỏ ở trong nữa. Rồi giờ vẽ những cái hạt. Hạt dưa. Xong. Đây là miếng dưa hấu. Miếng dưa hấu. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích video nhớ bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký để theo dõi những video tiếp theo nha. Bé học bé chơi chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.